Xin chào mọi người, mình là Thùy Tiên và mình là Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Chúng ta đều đang sắp chuyển một năm mới, năm 2022. Và 2 năm vừa qua thì là một năm có khá nhiều chuyện đau buồn vì chúng ta phải trải qua dịch Covid-19 rất là nặng nề. Mình không biết là năm tới thì có thể là dịch Covid này có thể kết thúc hay không. Nhưng mà tin mong là chúng ta hãy luôn luôn có một cái niềm hy vọng ở trong tim và luôn luôn nở nụ cười và luôn luôn cố gắng bước tiếp và đừng bao giờ bỏ cuộc. Và Thùy Tiên mong rằng ngày 31 tháng 12 sắp tới đây sẽ là cái ngày cuối cùng cho những cái chuyện buồn, những cái chuyện không vui. Và ngày 1 tháng 1 sẽ là một cái ngày để mở màn cho những cái niềm vui sắp tới. Và Thùy Tiên mong rằng tất cả các bạn sẽ trong năm tới, tất cả ước mơ của các bạn sẽ đều được hóa thành hiện thực giống như Tiên vậy. Cảm ơn tất cả những sự ủng hộ và những sự yêu thương của mọi người trong suốt những năm vừa qua, ngay cả khi trước khi mà Tiên đội được chiếc vương miện này. Và một lời cuối cùng đó là chiếc vương miện này đối với Tiên, Tiên mong là các bạn có thể xem như là đây là một món quà mà Tiên dành tặng cho Việt Nam, và mong rằng mọi người hãy luôn theo dõi và đồng hành cùng Tiên trong suốt một năm nhiệm kỳ này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mừng năm mới. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cái mai vàng cành đỗ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ và con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, ta sao được như lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, vỗ nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Happy New Year!